Rồi, xin chào bà con tại khu vực Bình Phước nha. Thì hôm nay kênh Kêu Sô sẽ cập nhật cái giá mủ mới nhất ngày 9 tháng 12 năm 2020 để bà con được nắm. Thì ở đây thì giá thu mua mủ nước tại Tà Nốt, Tà Bét thì là 345 đồng trên 1 độ TC. Giá mua mủ nước tại nhà máy thì 350 đồng trên 1 độ TC. Các loại mủ khác như là mủ tạp, như là mủ chén, mủ dây khô thì 13.100 đồng một ký. Mủ chén dây vừa thì 11.600 đồng một ký tươi. Mủ chén ướt thì là 9.000 đồng một ký. Và mủ đông khô thì 18.000, tôi xin lỗi, 11.800 đồng một ký tươi. Mũ đông vừa 10.600, mũ đông ướt là 9.500, mũ tận thu là 4.800, giá mũ tạp tại Tà Nốt Tà Bét là 13.100. Thì đây là cái bảng giá cập nhật mới nhất vào ngày lúc 8 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2020. Thì kênh Keo Su xin cập nhật nhanh cái giá như vậy để bà con nắm và biết được một số thông tin về giá. Đây là của công ty, lãnh đạo công ty ký duyệt cái giá này. Thì xin trân trọng cảm ơn bà con đã theo dõi video và chúc bà con cuối năm có giá nó cũng ổn định như thế này và gặt hái được nhiều thành công. Tôi xin trân trọng kính chào bà con.